Chúng ta tiếp tục cái bài quán khứ lai. Cái này có tới 25 bài tụng. Ủa đâu rồi? Không có thời gian soạn bài, giờ chúng ta đọc đây là dễ luôn nha. Dễ lắm, nó dễ ẹc à. Nhiều khi coi bài soạn còn khó hiểu hơn á. Quán đến đi. Thì như chúng ta đã qua cái phẩm quán nhân duyên á, thì chúng ta khẳng định rằng các pháp do duyên sanh cho nên vô tự tánh. Do duyên sanh cho nên nó không có tự tánh. Và người ta mới đặt ra một cái dấu hỏi là vậy thì các pháp không có tự tánh á, thì như vậy Đức Phật nói rằng thế gian là vô thường, thế gian là biến hoại. Như cái bài kệ mà trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật nói á, chư hạnh vô thường á nha. Tất cả các pháp thế gian, tất cả các hành đều là bại hoại, đều là vô thường. Như vậy thì các pháp không có tự tánh nhưng mà cái sự vô thường nó có. À, người ta thắc mắc vậy đó. Bởi vì người ta thấy rằng có cái sự vật chuyển động, vận hành từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai. Nếu như mà phủ nhận tự tánh không có các pháp thì làm sao mà giữ được, duy trì được cái nghiệp thiện, nghiệp ác, cái sự luân hồi sanh tử đây. Vì thế gian là có sự luân hồi sanh tử cho nên là có cái sự chuyển động. À, từ kiếp trước đến kiếp này đến kiếp sau, từ quá khứ hiện tại đến tương lai. Và người ta không những là trong Phật giáo mà các cái trường phái khác, ví dụ như là Thắng Luận, thì trong Lục Cú Luận của họ cũng cho thời gian là có thật. Rồi có cái phái mà Thời Luận á, thì cho thời gian là một pháp có thật. Và Nhất Thiết Hữu Bộ thì cho rằng á, quá khứ hiện tại tương lai là tam thế, nó thật hữu, nó có thật luôn. Cho nên Long Thọ mới phá cái chấp sai lầm đó, cái chấp mà do tưởng của chúng ta xây dựng nên một cái gọi là sự chuyển động, sự vận hành, sự đến đi của các pháp. Và mở đầu thì Ngài Long Thọ tự đặt ra cái câu hỏi là đây là thay mặt cho những người mà chấp sai lầm á, người ta nói như vậy phẩm quán nhân duyên là người ta chấp nhận rồi đó, là các pháp không có tự tánh do duyên sanh rồi đó. Vậy thì cái sự chuyển động nó có, đúng không? Người ta nghĩ vậy. Nên câu hỏi này nè, đối với mắt thế gian chúng ta thấy có ba thời vận hành, quá khứ, hiện tại, tương lai, chứ sao không có được? Vì ba pháp này vận chuyển mà chúng ta biết tất cả các pháp nó hiện hữu. Vậy thì họ chấp rằng cái sự hiện hữu là do sự vận hành từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Cho nên là có cái bài kệ đây, bài kệ này thật ra là bài kệ số 17 ở trong 436 cái bài kệ của Trung Quán Luận. Thì bài kệ này số 17 này nha. Đã đi không có đi, tức là dĩ khứ vô hữu khứ. Dĩ khứ là đã đi hay là đi rồi thì coi như là không có đi. Mà vị khứ có nghĩa là chưa đi, là cũng là không đi luôn. Cái này đương nhiên chúng ta hiểu rồi đúng không nè. Quý thầy hồi sáng đã đi rồi thì giờ vô lớp ngồi thì đâu còn đi nữa. Rồi hồi nó chưa đi về thì chưa đi, vẫn còn ngồi trong lớp. Quý thầy hiểu không nha. Cái quan trọng là chúng ta hiểu được những bài kệ này là coi như đặt yêu cầu của lớp chúng ta đó. Đọc hiểu là được, không có bài kệ nào không hiểu là xong nha. Chứ còn hiểu xa hơn, hiểu sâu hơn, hiểu kiểu của bậc thánh mà chứng đạo thì không nổi đâu nha. Và hiểu được bài kệ nói gì là thành công. Còn muốn hiểu sâu hơn thì phải ngộ đạo cái đã. Rồi. Đã đi không có đi, chưa đi cũng không có đi. Cái này là quá dễ hiểu rồi, đúng không? Chuyện quá nhỏ đối với chúng ta rồi ha. Rồi. Lìa đã đi và chưa đi, như vậy có cái đang đi. Đó, người ta đặt câu hỏi vậy đó. Vậy thì có thể có cái đi đó. Thì Ngài Long Thọ mới trả lời là đang đi, tức là cái đang đi á, cũng không đi. Vì sao? Vì ở đây giải thích dài dòng thì chúng ta chỉ cần nhớ một điều này thôi nè. Cái phần giải thích ta đọc đây nè. Đã đi không có đi vì nó đi rồi, nếu ở đó có quá trình đi thì tách rời đi. Rồi đọc hồi nữa tẩu quá nhập ma. Thì chúng ta lý luận vậy nè. Cái hiện tại á, hiện tại á, có phải nó được hình thành bởi một cái khái niệm gọi là quá khứ không? Quá khứ và vị lai không? Và tương lai không? Đúng không? Giả sử không có tương lai, cũng chẳng có quá khứ thì lập hiện tại làm gì? Đúng không nè? Đồng ý không? À, giả sử không có chuyện mà cần tuyển sinh, cũng không có chuyện cần tốt nghiệp thì chúng ta học làm chi? Đúng không? Chúng ta học là vì có cái sự tuyển sinh và có sự tốt nghiệp. Nghĩa là không có tốt nghiệp, cũng không có cần tuyển sinh vô thì lớp chúng ta không cần học. Đó.
giống như chùa với bên có thầy á, ổng không cần đi học, nói không cần học cũng tu chứng à, ổng niệm Phật siết cũng giảng sanh, không cần học cũng giảng sanh. Cho nên đối với thầy đó, cái chuyện tuyển sinh và chuyện tốt nghiệp trung cấp cũng không nghĩa lý gì hết á. Cho nên đối với thầy đó, cái sự học cũng không có nghĩa lý gì luôn, ví dụ vậy đó. Thì như vậy, cái hiện tại chính là được xây dựng bởi cái khái niệm gọi là quá khứ với tương lai. Mà quá khứ á, thì không có. Cái chuyện đi á, không có. Cái chuyện đã đi không có, chuyện chưa đi không có. Thì lập cái đang đi làm gì? Đó, chỉ bằng lý luận thôi là phá được cái đang đi, được chưa? Đó là cái bài kệ đầu tiên để phá cái khái niệm đang đi ở cái dạng gọi là lập luận thôi, chứ chưa đi sâu vô. Và những cái bài kệ sau thì Ngài Long Thọ mới phân tích sâu cái đang đi nó không thật, bằng cách chi chẻ chẻ ra. Đang đi được cấu tạo bởi là thời gian đi, bởi pháp đi, bởi người đi, đúng không? Khứ giả là người đi, khứ thời là thời gian đi, và khứ là pháp đi. Thì ba cái đó Ngài lần lượt phá từng cái, nó không có tồn tại thật sự. Được không nè? Thì cái bài kệ này, bài kệ số 17 này là để nói một cách tổng quát về cái vấn đề lập luận thôi, là đã thấy cái gọi là đang đi không có rồi đó. Có nghĩa là suy ra xa hơn là hiện tại không có, bởi vì quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Mà cái bộ phái gọi là kinh lượng bộ á, thì họ chấp hiện tại chính là đây, không động không lung lay, đúng không? Phải nhiệt tâm tinh cần gì đó, cái bài nhất dạ hiền giả đó, quý thầy thấy không, trong kinh đó, kinh Tương Ưng á đó, thì cái đó là của kinh lượng bộ á, là chấp hiện tại có thật, là gọi là sát na diệt, được không nè? Thì Long Thọ phá luôn khái niệm đó. Nhất thiết bộ thì chấp ba thời có thật, kinh lượng bộ chấp hiện tại có thật, cả ba cái đều không thật mới gọi là chân lý, bởi vì không có pháp nào có tự tánh hết đó. Do đó mà về mặt lý luận á, thì hiện tại sở dĩ có được là bởi vì có khái niệm quá khứ và tương lai. Bây giờ khái niệm quá khứ, khái niệm tương lai không cần thì hiện tại nên bỏ luôn. Quý thầy cô hiểu cái ý đó chưa? Đó, cái bài kệ này chỉ là lý luận thôi, đã thấy là đang đi không có. Mà đang đi không có thì thôi pháp đi có làm chi nữa, đúng không nè? Tại vì pháp đi trong quá khứ không có, trong tương lai không có, chỉ có thể xây dựng được trong hiện tại đang đi thôi. Mà đang đi cũng không có thì như vậy đáng lý ra tới đây là đủ rồi đó, là coi như phá được cái chuyện đi rồi đó. Nhưng mà sợ người ta chưa chấp nhận, bởi vì người ta còn thắc mắc nữa, và chúng ta coi người ta thắc mắc nữa đây là người ta mới thắc mắc vậy nè đó. Nếu không thắc mắc thì cái bài quán khứ lai tới đây là khỏe rồi, mình chỉ cần làm vài vòng là có điểm mà, đúng không? Nhưng mà vì thắc mắc nữa cho nên nó lòi ra thêm 24 bài kệ nữa, đau khổ chỗ đó ha. Rồi, chỗ động ắt có pháp, trong đó có pháp thời. Bây giờ chúng ta quay trở lại là người như vậy thì cái chuyện mà pháp đi gọi là đang đi á, là hiện tại á, thì không không có lập rồi. Nhưng người ta thắc mắc nè, nhưng mà tôi vẫn thấy rằng có cái động tác đi chứ không, chỗ động là ắt có pháp chứ không, rõ ràng con mắt mình thấy là có sự chuyển động, cái gì cũng chuyển động, không có gì đứng yên trơn á. Thì vậy là phải có cái sự vận hành chứ sao không có. Ông nói gì á nha, ông lý luận thì kệ ông, nhưng mà thực tế tôi thấy có. Tức là động xứ tắc hữu pháp, cái chỗ nào động thì cái đó có cái pháp, gọi là pháp động, được không nha? Hay còn gọi là pháp đi hay là pháp vận hành cũng được đó. Thử trung hữu pháp thời, trong cái động đó thì đương nhiên có cái khoảng thời gian nó vận động, ta gọi là pháp thời. À, chúng ta thấy bắt đầu có khái niệm gọi là thời gian, gọi là pháp thời ha. Rồi phi dĩ khứ vị khứ, thị cố khứ thời khứ. Rồi không có đã đi gọi là dĩ khứ, và không có chưa đi gọi là vị khứ. Thì tôi chấp nhận cái chuyện này, mắt tôi thấy là đã đi là không còn đi, chưa đi thì không còn đi. Nhưng mà vậy thì nên có cái đang đi nó đi chứ đó. Như vậy thì Long Thọ lý luận là đang đi không có thật, bởi vì đang đi là dựa trên cái chuyện mà quá khứ không có, vị lai không có thì hiện tại không có. Thì quá khứ không có đã đi, tương lai không có chưa đi, thì hiện tại không có đang đi, người ta không có chịu. Nó mắt tôi thấy là có cái sự đi, anh nói lý luận tôi không có chấp nhận. Nếu người anh nói vậy vô lý quá, mọi vật nó thành cái cục nước đá đứng yên sao? Tôi thấy mọi sự chuyển động như vậy thì tôi chấp nhận là đã đi nó không có đi, tương lai nó chưa đi không đi tôi chấp nhận, nhưng tôi quả quyết rằng cái đang đi nó đi. Giờ anh làm sao anh giải thích lại giùm tôi cái chuyện đó lần nữa đi, chứ tôi chưa chấp nhận cái sự giải thích của anh, hiểu không nè? Cái bài kệ này là cái câu hỏi của cái địch luận, tức là cái người mà lý luận đối nghịch với mình á, đưa ra. Nếu chúng ta học logic học rồi thì sẽ biết là địch luận hay là luận giả. Luận giả là mình
À, địch luận là người đối diện với mình để tranh luận, được không nè? À, trong cái nhân minh luận á, thì giờ ở đây là cái câu hỏi này là của cái người mà đang tranh luận với mình. Thì người ta thấy rằng dưới mắt tôi vẫn thấy có cái pháp đang đi, nó đi á. Như vậy thì khứ, vị khứ không có, và có khứ thời nó khứ. Như vậy đang đi nó đi, và cái pháp này gọi là pháp thời nè, đang đi nè. Vậy thì chúng ta sẽ thấy lý luận của người ta là khứ thời. Khứ thời tức là khi đi á, cho dễ nha. Hay là đang đi á, được không? Đang đi. Quý thầy cô hình dung không? Khứ thời có nghĩa là cái thời gian đang đi hay là khi đi, được không? Nó đi, đó. Mà cái khứ thời này không hẳn là hiện tại, miễn là chót có thời gian đi, có cái hành động đi là được rồi. Rồi. Vậy thì nên khứ thời nó đi. Đó. Như vậy thì đúng không? Quý thầy cô thấy đúng không? Rồi đi tiếp nha. Thì người ta hỏi là phải có lý của người ta chứ, đúng không nè? Làm sao bắt đầu trả lời nè. Vân Hà ư khứ thời. À, làm sao mà gọi là cái khi đi này nè. Làm sao lúc đang đi hay lúc khi đi mà lại có pháp đi? À, chúng ta thấy đang đi đi. À, như vậy thì chúng ta sẽ thấy có cái khi đi là chủ ngữ subject. Còn cái đi là verb động từ, đúng không? Nha. Tự động từ. À. Rồi. À, tức là transitive verb chứ không phải intransitive verb ha, tự động từ. Như vậy thì rõ ràng có cái khi đi nó đi. Hình dung được không? Tới chỗ này là bị Long Thọ vẽ này nha. Anh nói rằng đang đi đi, tại vì đã đi không đi, chưa đi không đi. Thì vậy thì đang đi sẽ đi. À, mà đang đi đi á thì sẽ có đang đi là một nhân vật và đi là hành động. Tự nhiên bắt đầu xây dựng một nhân vật khác là đang đi đi. Còn cái người đi bỏ đâu, đúng không? Đó. Nó bắt đầu nó lòi ra cái mâu thuẫn chỗ này nè. À, làm sao mà anh nói lúc đang đi mà lại có pháp đi? Bởi vì nếu xa lìa pháp đi thì không thể có đang đi. Đó. Như vậy thì cái pháp đi á mà mình được xây dựng bởi đang đi đi thì nó vô lý, bởi vì cái pháp đi á không thể mà có cái sự tách ra, có một cái đang đi nó đi được. Tại vì có một cái đang đi nó đi thì sẽ có lúc đang đi nó ngồi, giống như chúng ta đang ngồi nè, được chưa? Tại vì người ta cho rằng đang đi đi thì đang đi nó trở thành một subject hay là một gì? Một cái pronoun đi chẳng hạn. Tức là một người, một đại từ nhân xưng, tự nhiên khiến cho một cái đó thành một cái chủ thể đi. Mà chủ thể đi, bắt đầu chủ thể đi thì có quyền ngồi, có quyền đứng, có quyền nằm. Chứ mắc mớ gì phải lúc nào chúng ta cũng phải đi, đúng không? À, như vậy vô lý không? Nha. Vô lý chỗ đó nè. Vô lý là sao? Đang đi thì phải dính liền với cái đi, chứ không thể đang đi mà thành một pháp độc lập với cái đi được. Nếu đang đi trở thành một pháp độc lập với cái hành động đi thì sẽ có cái chuyện đang đi nó ngủ, nó nghỉ, nó ngồi, nó đứng, chứ nó không đi. Như vậy vô lý. Bởi vì cái ta gọi là đang đi nó phải lúc nào cũng phải gắn liền với cái đi hết trơn á. Bởi vì chúng ta tách cái đang đi ra thành một chủ thể nhận thức á thì lập tức cái đang đi nó có khi không đi. Mắc mớ gì nó là một chủ thể độc lập, tự do tự tại thì mắc mớ gì nó phải gắn với cái đi. Nhưng trên thực tế chúng ta gọi đang đi thì phải là có cái hành động đang đi đi thôi. Chứ mình lỡ chứ mình là một người đang đi thì không thể nào chứ mình đứng lại để mà giảng pháp được. Tại vì lúc chứ mình đứng lại giảng pháp gọi là đứng đi chứ đâu phải là đang đi đi, đúng không? Nào, vô lý. Hiểu được cái câu này chưa? Hiểu được bài kệ này không? Nha. Tức là về mặt lý luận, anh nói đang đi đi nó sai là bởi vì đang đi phải gắn liền với cái hành động đi, không phải tách rời. Nếu anh cho đang đi đi thì đang đi sẽ là một chủ ngữ độc lập với cái động từ đi. Mà chủ ngữ nó có quyền độc lập với động từ đi thì là thay vì nói đang đi go thì nói đang đi stand, đang đi sit, đúng không? Đang đi sleep, ngủ, ví dụ đó. Vô lý. Có thấy vô lý chỗ đó không? Quý thầy cô phải thấy vô lý chỗ này nha. Tức là anh nói đang đi đi, tôi không chấp nhận. Bởi vì đang đi mà đi thì đang đi là một chủ thể độc lập với cái hành động đi. Mà nó chủ thể độc lập với hành động đi thì nó có quyền ngồi, có quyền đứng, có quyền gì nữa, chạy. À, không phải, gọi là gì? Đứng, nằm, ở gì nữa? Cái gì được nữa? Đang đi có thể ngồi được không? Được, nếu nó độc lập với cái đi. Đúng không? Thì nó vô lý chỗ đó. Xong chưa? Bài kệ này xong chưa? Quý thầy coi hiểu chưa? Ai không hiểu chỗ này, tới đây đừng không hiểu đừng có nghe tiếp là chỗ quả nhập ma. Ở sao nó lý luận còn chi tiết hơn nữa,
có phân tích còn chi ly hơn nữa. Và từng bài kể chúng ta thanh toán cho xong, phải hiểu, phải nắm chắc. Rồi xong chưa? Xong chưa? Qua nha. Chưa. Rồi chưa chỗ nào? Nói tóm lại là hồi nãy giờ chỉ có hai bước thôi. Bước thứ nhất là Ngài Long Thọ lý luận rằng là quá khứ đi á, thì đã đi nó không đi, chưa đi nó không có đi, chỉ có là đang đi thì có thể là đi. Nhưng Ngài Long Thọ phá cái bước thứ nhất là gì? Không thể đang đi có đi, bởi vì đang đi có nghĩa là hiện tại, mà hiện tại thì phải được xây dựng dựa trên quá khứ và tương lai. Quá khứ và tương lai không có thì hiện tại phải không có luôn, mà hiện tại không có thì làm gì có cái chữ đang trong đi, đúng không? Đang không có thì đang đi cũng không có, được chưa? Rồi bây giờ người ta chấp cái chữ đi là có thật. Người ta nói tôi vẫn thấy có cái sự đi, có sự chuyển động. Anh nói là đang không có thì tôi nói đi có sự chuyển động, thì tôi cho đi là chuyển động. Thì Ngài Long Thọ mới nói làm sao có cái chuyện đang đi nó đi. Bởi vì đang đi thì nó sở, nếu mà anh chấp đang đi nó đi thì đang đi nó trở thành một thực thể, tức là một con người khác rồi, được không nè? Mà đang đi trở thành một thực thể, một con người khác thì vô lý, bởi vì có khi nó không chịu đi thì ai cấm nó. Cho nên không thể nói đang đi đi được. Bởi vì lúc nào nếu mà nói đang đi thì đi nó phải gắn với đang đi chứ không thể tách rời được. Mà không thể tách rời được thì không thể nói đang đi đi. Đang học học, đang ăn ăn. Hình dung được không? Ăn là ăn, gắn với người ăn, gắn với hành động ăn chứ không có tách rời được người ăn ăn. Bởi vì người ăn thì lúc đó họ phải ăn rồi. Nhưng mà nếu tách cái người ăn riêng ra, có lúc họ không ăn thì sao? Đó. Rất là trừu tượng phải không? Nhưng tạm thời tới đây là chúng ta thấy lý luận rằng đang đi đi nó không thể nào có, bởi vì không thể tách đang đi đi hoặc là khi đi đi được, mà phải gắn liền cái chữ khi đi đi với nhau, hai cái này đi chung với nhau, không thể tách rời được. Mà đã không thể tách rời được thì chỉ có một cái duy nhất là đang đi thôi, chứ đừng có nói đang đi đi. Mà nếu nói đã nói đang đi thì như vậy lại mất cái hành động đi. Chỉ có cái đang đi thôi thì không có cái động từ đi. Không có động từ đi thì đâu hình thành pháp đi. Đó, kẹt. Hình dung được không? Nói chung, bẻ kiểu nào người ta cũng chết. Long Thọ bẻ là chết. Còn chúng ta bẻ không ai hiểu hết. Rồi, vậy là xong. Bỏ qua câu này ha. Rồi, càng giải thích càng coi như là không hiểu. Bởi vậy ngôn ngữ á, nó bị kẹt qua kẹt lại vậy đó. Mà cái bài này là nói không dưới 1000 lần chữ đi. Quý thầy coi để ý coi, nói hoài cái chữ đi rối rối luôn nha. Thôi thì thế thì có ai giải thích lại được chỗ này không? Thôi khỏi đi, mấy chữ chỗ sau là chúng ta sẽ giải thích cho bà nghe. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Như vậy bây giờ Long Thọ biết rằng chúng ta đang rối tung lên cái chuyện mà đang đi đi không được. Ngài giải thích thêm lại lần nữa cho rõ hơn. Rồi coi bài kệ này giải thích rõ hơn nè ha. Được chưa? Giờ đọc bài kệ này hy vọng hiểu nè. Rồi. Nếu nói đang đi đi, nhược ngôn khứ thời khứ. Khứ thời là đang đi hay là khi đi á, đi á nha. Khứ thời, khứ giả. Khứ thời nè. Khứ giả nè. Và khứ, khứ là pháp đi, là đồng hành động đi nha. Khứ giả là người đi, khứ thời là khi đi đang đi, được chưa? Ở đây đang lập luận trên cái thời gian đi, khứ thời là cái lúc đang đi, lúc như chúng ta là đang gì đây, như chúng ta đang gì đây? Đang ngồi học, đó, đang ngồi hay là đang học, studying, rồi. Nếu nói đang đi đi hay là nếu nói đang học học á, rồi. Người ấy ắt có lỗi, thị nhân tắc hữu cửu. Ly khứ hữu khứ thời, lìa đi có cái đang đi. Thì khứ thời độc khứ cố, đang đi nó đi một mình. Đó. Đang đi là cái này nè, là đang đi, khứ thời là đang đi nè. Rồi. Bây giờ lìa đi, đi nè, cái này là đi nè. Lìa đi có đang đi. Thì như vậy đang đi nó đi một mình, thấy không? Tại sao mà gọi là lìa đi có đang đi? Nếu nói là khứ thời khứ á thì như vậy khứ thời là chủ ngữ, mà khứ động từ là một cái hành động của chủ ngữ đó. Như vậy thì mình đã tách chủ ngữ riêng và cái hành động riêng rồi. Mình tách chủ ngữ riêng thì cho nên gọi là đọc khứ, đó, đang đi
nó đi một mình. Như vậy thì có tới hai lần đi, lần đang đi nó đi một mình thì mới gọi là đang đi với mình, đang đi một mình. Rồi cái đang đi của chính mình nó đi nữa, vậy là hai lần đi vô lý ha. Đó, hình dung được không nè? Rồi à, vậy thì có hai cái hành động mà cùng xảy ra một lúc, là cái đang đi là hành động thứ nhất, đúng không? Là khứ thời á, khi đi á nha, đang đi là hành động thứ nhất đây nè. Đang đi nó đi một mình nè nha. Tại vì mình tách riêng ra đang đi đi thì Ngài giải thích lại cho mình thôi, chứ không có gì đó. À, Ngài phá từ cái chỗ thời gian không có rồi đến cái hành động cũng không có đó nha. Và đồng thời cái đang đi nó lại đi giống như trái đất quay xung quanh mặt trời. Bây giờ mặt trời ở đây đi. Mặt trời không biết giảng vậy đúng không nha. Ông mặt trời cũng cười. Rồi, trái đất quay xung quanh mặt trời thì có phải là trái đất nó quay xung quanh tự nó không? Tự nó quanh quay cái trục của nó để hình thành ngày đêm không? Nha. Và đồng thời nó cũng quay xung quanh mặt trời nữa đúng không? Nha. Thì trái đất này tượng trưng cho khứ thời nè. Tức là khi đi á. Nha. Và cái chuyển động quanh mặt trời này thì ta gọi là đi. Gọi là khứ. Ta gọi là khứ. Chúng mình giả xấu nhưng mà tưởng tượng giùm đi. Nha. Rồi. Như vậy thì trái đất nó vừa quay xung quanh trục của nó thì ta gọi là nó đang đi, giống như một hành động đang đi á. Và đồng thời nó cũng quay quanh mặt trời, ta gọi là khứ, đúng không? Gọi là đi. À thì phải như vậy mới gọi là đủ nghĩa chứ gì. Như vậy vô hình trung trong cái sự đi nó có tới hai tác hành lận. Nó có tới hai cái động tác lận. Cái động tác là đang đi á thì là nó đi một mình, là nó đang đi. Đồng thời cái sự đi một mình đó lại bước đi nữa. Như vậy thì vô lý chỗ đó đó nha. Rõ ràng chúng ta thấy có một cái chuyện đi thôi, chứ làm gì có tới cái người đang đi là đi ở trong cái hành động đang đi, mà trong hành động đang đi nó lại đi nữa. Rồi kỳ quá, vậy làm sao đi? À, và rõ ràng khi mà cái hành động đi này mà không xảy ra thì cái người đang đi phải đứng lại chứ. Đằng này đã gọi là người đang đi thì họ đi ở trong cái hành động đang đi mới gọi là người đi. Thì như vậy cái đang đi đi á, à, cái đang đi đi thì cái đi này nó sẽ đứng lại, gọi là đang đi đứng cũng được vậy chứ mắc mớ gì, hiểu không? Giống như là cái đi quanh mặt trời này không quanh nữa thì trái đất vẫn quay quanh trục của nó chứ, đúng không? Hình dung được không? Giả sử như trái đất không chịu chạy xung quanh mặt trời nữa mà nó đứng lại, nó ngắm mặt trăng đi, ngắm chị Hằng đi, thấy chị Hằng đẹp quá đứng lại ngắm chị Hằng thì nó vẫn phải quay quanh trục của nó như vậy, đúng không? Có nghĩa là hành động khứ thời nó vẫn phải khứ thời mãi chứ. Đó. Mà như vậy vô lý, đúng không nè? À, tức là khi chúng ta tách cái chủ thể đang đi, tức là going là đang đi, nó goes, tiếng Anh đó, goes, số ít nha, to go, goes, à, thì going, goes, hoặc là going is going thì nó khó hiểu ha, going goes, bây giờ going doesn't go because going stand đứng stands sờ chứ không phải giờ nha. Rồi cái này là goes, cái này là stands. Như vậy thì going nó vẫn stand được thì vô lý, going thì phải go chứ làm sao going stand được, đúng không? À, chúng ta đang học rồi đang học học thì bây giờ chúng ta đang học không học thì gọi là chúng ta đang ở giờ ra chơi chứ đâu phải mà giờ ra chơi gọi là giờ học được, đúng không nè? Cái giờ ra chơi được gọi là break time, có nghĩa là cái thời gian nghỉ á. Cái thời gian nghỉ thì sao? Thì gọi là giờ ra chơi chứ sao gọi là giờ học được? À, hình dung được không vậy? Được thôi, được đại đi. Rồi, cho nó qua đi. Chứ không được hoài, cái là giảng tới chiều chưa xong á. Cứ vòng vòng, cứ nói đi rồi nói lại. Có nhiều đó đó. Đại khái là một cái ý mình phải đưa ra ít nhất là hai ví dụ mới hiểu nổi, bởi vì chúng ta là người có trí. Người có trí nhân ví dụ mà hiểu. Cái câu này mâu thuẫn ha, trong kinh nói người có trí nhân ví dụ mà hiểu thì chúng mình thấy vô lý lắm. Người có trí á không cần ví dụ cũng hiểu mới đúng chứ. Rồi ôi thở rồi đó, mới có hai bài mà ngáp rồi đó. Không biết cái này có 25 bài kệ, trời ơi cái bài này nè 25 bài kệ chứ không phải là hai đâu nha. Hầu như là mấy phần trích giảng của Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Duy Lực gì trích có dài bài kệ à, chứ không dám trích hết 25, sợ rộng quá người ta đọc không nổi, phát hành cuốn sách về cui vậy thôi, người ta mua về chưng chứ không để coi. Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Rồi,
Tới đây xong rồi ha. Rồi, nếu đang đi có đi nhược hữu hơn nữa có nghĩa là sao? Là giải thích rộng hơn nữa đó nha. Sợ chúng ta chưa hiểu, có người ngáp cho nên ngài giải thích rộng hơn nữa cho ngủ luôn. Rồi. Nhược khứ thời hữu khứ, tắc hữu nhị chủng khứ, nhất vị vi khứ thời, nhị vị khứ thời khứ. À, như vậy thì còn một cái nữa để giải thích nữa để cho chúng ta hiểu sâu hơn nữa. Hiểu sâu hơn nữa có nghĩa là không hiểu hơn nữa. Rồi. À. Nếu anh nói đang đi có đi, quay trở lại đang đi có đi nữa, cứ giải thích cho ba lần cho chúng bạch cái chuyện mà đang đi, phá cái khái niệm đang đi. Ngài đang phá cái khái niệm khứ thời, chúng ta nhớ nè. Ngài đang phá cái khái niệm đang đi tức là khứ thời. Rồi đến luật phá khứ giả, phá từng bước vậy đó. Phá khứ thời này á, thứ nhất á là gì? Phá khứ thời thứ nhất á là ngài tách ra khứ thời khứ. Khứ thời khứ tức là đang đi nó đi thì vô lý rồi, bởi vì không thể có trái đất quay xung quanh trục, nó quay xung quanh mặt trời, mà khi nó không quay xung quanh mặt trời mà nó vẫn quay quanh trục được, khi nó đã ngưng quay vào trời thì đương nhiên nó ngưng quay quanh trục luôn. Cho nên thật là vô lý khi cho rằng mọi vật ngưng chuyển động thì tự mình cứ chuyển động hoài, không có được. Giống như mọi người nghĩ học hết, còn mình ngồi học hết thì coi vô lý phải không? Mình cũng phải ra chơi luôn chứ. Đó. Nếu đang đi có đi, ắt có hai thứ đi, một gọi là đang đi, hai gọi là đang đi đi, thì cũng quay lại thôi, có gì đâu nhé. À, nếu nói khứ thời khứ, khứ thời khứ. Nếu nói đang đi là khứ thời, đang đi, đi, thì sẽ có hai cái đi, một là cái đang đi nó đi, và hai là cái đi nó đi, đúng không? Thì quay lại nãy giờ giải thích thì có gì đâu, rất đơn giản ha. Đó. Một gọi là đang đi, hai là đang đi đi, đó là, tức là khứ thời nó khứ. Đây nè, một gọi là khứ thời, nhất vị vị khứ thời, nhị vị khứ thời khứ, khứ thời đi, được chưa? Thì này quá đơn giản cái bài kệ này, chứ giải thích như nãy giờ người ta nói thôi có gì đâu. Trời ơi, khỏi đọc lại đi, mất thời gian. À, có hai thứ đi thì có gì sai, người ta hỏi vậy đó nha. Nãy giờ tôi giải thích rồi mà ông cũng hỏi đi hỏi lại, ông thông minh thiệt á. Ông chắc là vị hỏi này chắc là Bồ Tát quá thân quá. Giống như là con biết rồi nhưng mà con giả bộ hỏi để cho khóa 11 sau này nó học á, nó hiểu thêm. Chứ còn thì cái người hỏi thì đã biết tổng rồi. Rõ ràng Long Thọ hỏi chứ ai, và tự Long Thọ đáp chứ ai. Nè, cho nên ở đây á là ngài giả sử ngài hỏi là có hai thứ đi thì sai chỗ nào? Thế nè, một là đang đi đi, hai là đi đi. Được không? Chuyển động á nha, cái khứ thời nó khứ á nha. Rồi, có người học, đang học thì người học là một pháp, học là một pháp. Vậy có hai cái chủ thể chúng ít à. À, nếu có hai pháp đi, dược hữu nhị khứ pháp. Khứ pháp có nghĩa là cái pháp đi á, nó có hai, một là khứ thời, hai là khứ á, gọi là khứ pháp, được không? Nha. À, tắc hữu nhị khứ giả, lại xây dựng nên một cái chủ thể mới nữa, tức là nó dẫn đến cái sự suy luận vô cùng, không dừng nghỉ được. Nếu anh nói khứ thời khứ, thì như vậy là có tới hai pháp, một là pháp đang đi, hai là pháp đi, gọi là nhị khứ pháp đó. Thì có pháp đang đi, nó vận động, và pháp đi nó vận động, thì phải có hai chủ thể cho hai cái hành động này. Đó. Ắt có hai người đi, tức là nhị khứ giả. Xa lìa với người đi, pháp đi không tìm thấy. Thì cái pháp đi đã được xây dựng bởi là khi đi và đi. Mà được xây dựng bởi hai cái này thì mỗi cái phải có cái chủ thể là người đi chứ. Và người đi chứ. Đó. Người đi, người đang đi và người đi đi. Mà thật sự đâu có cái chuyện là xa lìa người đi với đi đâu. Tức là người đi với lại cái hành động đi không thể xa lìa, hay nói cách khác, pháp đang đi với lại cái đi không thể tách rời được, không thể chia đôi được. Không thể chia đôi được mà phải ghép chung với nhau mới gọi là pháp đi. Do đó cái lý luận rằng pháp đi đi không xảy ra, mà pháp đi đi không xảy ra tức là khứ thời khứ thì không được. Đó. Như vậy thì ắt có hai người đi, xa lìa với người đi, pháp đi không tìm thấy. Vậy thì cái pháp đi á bắt buộc nó phải có người đi gắn kèm. Thì bây giờ mình đã chia ra hai pháp đi là
đang đi nó đi và đi nó đi, thì phải có hai người kèm theo, một người đang đi và một người đi, vậy thì mâu thuẫn, chỉ có người đi và chứ không có hai người được, ý vậy đó nha. Cái đoạn này vậy đó, quý vị có hiểu cái lý luận đó không nha? Tại vì không có cái chuyện nào mà đi mà không có người đi. Ma nó cũng phải có con ma nó đi, đúng không? Mặc dù nó lướt lướt chứ nó không có bước, nhưng cũng phải có con ma nó đi chứ. Rồi anh tách ra, cái đang đi nó đi khứ thời khứ đó, thì phải có cái người khứ thời và cái người khứ nó gắn vô đó. Vậy thì suy luận nó sẽ thành vô cùng. Và thứ nhì là mâu thuẫn là thật ra chỉ có một người đi thôi, mà mình tách ra cái thành hai người. Như vậy thì tới đây đã phá được pháp đi rồi đó nha. Tới đây đáng lẽ phá rồi, nó tới nó lui nó kiểu gì cũng phá hết trơn á. Nói về thời gian cũng phá được, về không gian cũng phá được, gắn cái người vô cái pháp đi đi cũng phá luôn. Mà pháp đi nó không có tức là xin lỗi, khứ thời nó không có đó, thì khứ thời thì đang nói trong hiện tại hay quá khứ hay tương lai vậy? Khi đi mà, khi đi là hiện tại nha, hay là đang đi á là hiện tại. Quá khứ thì không có tính rồi, không có bàn, đưa lý luận mệt. Tương lai thì chưa đến thì cũng chưa có bàn. Đang tính trong hiện tại đi. Hiện tại đi còn được gọi là khi đi hay là đang đi, mà cái chữ Hán gọi là khứ thời, được chưa? Mà hồi nãy giờ nhắm phá cái đang đi á nha. Tại vì mình nói đang đi, đi thì nó mâu thuẫn. Bởi vì đang đi, đi thì tách ra là hai cái hành động. Một cái đang đi nó đi, mà một cái đang đi nó đi thì lại chồng lên. Không có cái pháp đi nào mà không có người đi cả. Mà bây giờ pháp đi được chia làm hai, chủ thể đi là cái đang đi, tức là hiện tại đi á, và hành động đi, thì phải gắn cái người đi cho pháp đi và phải gắn người đi cho hành động đi thì mới gọi là cái pháp đi. Bởi vì không có cái pháp đi nào mà không có người đi, kể cả ma quỷ đi, thánh nhân đi cũng phải là có người đi, đúng không nha? Cần tạo già lam địa thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân đắc chí diệt dĩ thánh nhân hành gì đó ha. Không có người đi thì không có thánh nhân đi chứ. Thì như vậy mâu thuẫn, một người đi mà tự nhiên lộ ra hai ông đi, vậy chắc một ông đi và một con ma nó đi sau lưng quá, đúng không? Không chấp nhận đó. Phá cái pháp đi nó rất là hay như vậy, chúng ta lưu ý bằng lý luận thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nè. Nhược ly ư khứ giả, nếu xa lìa người đi, pháp đi không tìm thấy, nếu không có pháp đi làm sao có người đi. Trời ơi, cũng quay qua quay lại lý luận tiếp. Bây giờ phá cái chuyện gì? Pháp đi và người đi nha. Như vậy thì tới đây chúng ta đã thấy cái pháp đi gọi là khứ pháp á. Khứ pháp nè, thì gọi là pháp đi đã được xây dựng bên cái đang đi và đi. Đang đi có nghĩa là khứ thời, và đi có nghĩa là khứ. Và Ngài Long Thọ nhắc lại một lần nữa rằng chẳng có cái pháp đi nào, cái pháp đi nào mà không có người đi gọi là khứ giả đi kèm cả. Nhược ly ư khứ giả, khứ pháp bất khả đắc. Nếu lìa cái người đi thì không bao giờ có pháp đi, bởi vì trên đời này chỉ có bốn cái trạng thái đi đứng nằm ngồi thôi. Nếu mà lìa cái người đi thì người đó phải lọt vô ba cái trường hợp còn lại là gì? Ngồi, nằm và gì ta? Đứng. Phải gắn với cái người đi thì mới có pháp đi. Mà rõ ràng hồi nãy giờ đang phá là pháp đi không tìm thấy nha, thì người đi làm sao có, đúng không? Làm sao có người đi được? Đó, lý luận nữa. Đó. Hồi nãy ta đã phá được pháp đi chưa? Phá được khứ pháp chưa? Tại sao phá được khứ pháp? Bởi vì phá cái khứ pháp, phứ pháp nó được cấu tạo bởi hai thành tố là khứ thời và khứ, tức là đang đi đi. Mà đang đi đi mâu thuẫn. Hồi nãy giờ phá đi phá lại cái này nè nha. Về mặt thời gian á thì đang đi được xây dựng tương đối bởi đã đi và chưa đi, mà đã đi không có, chưa đi không có thì đang đi cũng phải không có luôn. Chứ nếu đang đi có thì sao? Thì chắc chắn phải có chưa đi và phải có sẽ đi thì mới gọi là đang đi chứ, đúng không? Đằng này chưa đi, đã đi, không có, có nghĩa là chữ chưa, chữ đã, không có thì chữ đang dẹp luôn, chỉ nên để chữ đi thôi. Mà đằng này là người ta đang bám chắc vô cái, chấp vô cái khái niệm đang đi đó. Hồi nãy phá rồi mà giờ còn chấp, cho nên Long Thọ chẻ cái đang đi ra làm hai, là cái đang đi đi á thì anh sẽ có cái chủ thể là đang đi và cái hành động đi. Mà nếu mà chủ thể đang đi á
mà nó đi á thì phải có chủ thể là con người đi và hành động đi. Như vậy tới hai người đang đi đi lận, một người đang đi đi và một người đang đi, vậy vô lý. Do đó cái pháp đi không thành, pháp đi không thành vì vô lý, thì người đi thì lúc nào cũng phải gắn với pháp đi. Không có pháp đi là không có người đi mà gọi là pháp đi cả. Quý thầy cô phải học thì mới gọi là lớp học. Quý thầy cô vô đây liên quan thì gọi là lớp gì ta? Thí dụ liên quan gọi là lớp gì? Lớp gì? Lớp tất niên, chính xác. Lớp gì nữa cũng được chứ không phải là lớp học. Vậy thì lớp học phải có người học. À, lớp tất niên mà đi sách cuốn vở vô học là họ đi ra chỗ khác chơi, phải không nè? Nhớ hồi xưa chứ Minh sung lắm. Đi mới thi lớp 12 rớt, cái bắt đầu đi lên theo đứa bạn trong xóm lên rừng ở Đắk Min lấy gỗ. Mà lúc nào cũng cầm cái cuốn hóa sơ cấp với toán sơ cấp theo để tự học, để năm sau thi đại học lại, thầy thi rớt mà. Đó. Người ta vô quán người ta ăn, mình thì ngồi lấy sách ra đọc. Cái bắt đầu có bà chủ quán á, bà khen, bà nói trời ơi, cái này nó siêng quá, nó vừa đi lấy củi mà nó vừa học. Cái bắt đầu cái ông mà tài xế ông nói, thôi mày học thì mày lên xe mày ngồi học, đừng ngồi ở đây học coi trước mắt của mày. Cái mình quê quá, mình chạy lên xe luôn. Tức là sao? Ăn thì lo ăn chứ không phải là lo học, đúng không nè? À, vô quán ăn thì lo ăn đi, vô quán ăn còn bà đặt lấy sách học, đâu gọi là cái giờ ăn nữa mà gọi là giờ học, đúng hơn. Thì giờ cũng vậy, học thì phải có cái giờ học, phải có cái người học để khái rồi đó nha. Chứ còn giờ học mà chúng ta đem đồ ăn vô là thất bại, đúng không? Có ai ăn đồ ăn không? Chắc có. Giờ học mà lướt Facebook thì gọi là ra quán cà phê chứ đâu phải là giờ học, đúng không? Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy là cái hành động nó gắn liền với lại cái con người thì mới gọi là cái pháp đó. Tức là cái pháp học thì phải có người học và hành động học, chứ không có tách lìa được. Đồng ý không nè? Rồi. Bây giờ cái hành động đi phải gắn liền với người đi thì mới gọi là pháp đi. Đó. Vậy pháp đi phải gắn với người đi và đi cũng phải gắn với người đi. Vậy thành ra hai chủ thể đi mâu thuẫn. Như vậy thì pháp đi không hình thành. Pháp đi không hình thành mà lý luận ngược lại, quay ngược lại, không có pháp đi nào mà không có người đi. Như vậy pháp đi không hình thành thì người đi có được không? Không luôn nha, người đi cũng không có luôn, chắc chắn. Đó, có câu này ý nghĩa như thế nè. À, khứ pháp bất khả đắc, dĩ vô khứ pháp cố. Nếu không có pháp đi, hà đắc hữu pháp giả, thì làm sao có người đi? Bây giờ đến chuyện phá người đi nha. Phá người đi, hồi nãy giờ là phá xong cái chuyện pháp đi phá rồi đó, khứ pháp phá rồi đó nha. Bây giờ người ta còn chấp là vậy thì pháp đi không có, nhưng mà vẫn tôi cũng thấy có người đi chứ, đúng không? Anh tôi đồng ý là học không có, nhưng phải có người học chứ, sao không có người học gọi là lớp học được. Đó. Lớp học cho coi như là pháp đi đi nha, còn người học là sinh viên đi, được chưa? Rồi giờ phá bằng cách nào? Phá khứ giả đây, phá khứ giả bằng cách là bôi bản trước cái đã. Rồi người đi à, ắt không đi, người không đi cũng không đi, lìa người đi người không đi, không người thứ ba đi, có hiểu gì không? Chắc chắn là không hiểu, đúng không? Giờ người trí nhân ví dụ mà hiểu đây. Rồi người đi ắt không đi là sao? Tại vì cái người đi á thì rõ ràng là họ đi rồi, họ đi rồi đó, người đi á, mà họ đi thì coi như là họ đã đi rồi chứ gì nữa. Nếu mà họ chưa đi thì đâu có đi, mà giờ họ người đi có nghĩa là đã đi rồi, còn gì nữa, đúng không? Anh đã bước chân đi, anh phát xuất anh đi rồi, thì thật ra cái người đi thì họ phải đi, mà họ đi thì coi như là đã đi rồi chứ không có nói gì. Hồi nãy đang đi đâu có được nha, bây giờ còn là người đi thì đã đi rồi, mà đã đi đâu có xảy ra đâu. Đó, cho nên người đi ắt không đi đó, hiểu cái câu này không? Bây giờ này cái câu này phải nghĩ sâu hơn nè. Người đi ắt không đi, mình đã nói một người đi thì chắc chắn người đó đã đi, thì nó phải tức là quá khứ. Bây giờ quá khứ bây giờ á không, người tức là đã đi là bây giờ hình dung sao ta? À, tức là lớp chúng ta hồi nãy chứ mình chưa bước vô á thì có học chưa? Mặc dù đến giờ học rồi mà chưa học, đúng không? Tại vì mình đi trễ, đúng không? Có nghĩa là lúc đó học chưa? Chưa học. Nhưng mà chứ mình bước vô cho đến giờ phút này là 8:10, đúng 1 tiếng rồi nha, 45 phút rồi. Thì có phải chúng ta đang học không? Và chúng ta đã bắt đầu học rồi không?
đã bắt đầu học rồi gì? Đừng có nói sai nha. Nè, cái câu nói với mình hỏi là phải trả lời đúng nha. Mà đã bắt đầu thì coi như là đã xong rồi gì nữa. Cho nên đang không chịu. Nhưng mà hồi nãy giờ đã học chưa? Đã học rồi thì đã học rồi chứ còn cãi gì nữa. Bây giờ đang học nhưng hồi nãy đã học chưa? Hồi nãy lúc chúng mình bước vô á, bước vô lớp học á, học chưa? Chưa thì bây giờ vẫn chưa học. Bây giờ đang học nhưng mà thật ra đang học là đã học á, tức là đã bắt đầu học được chưa? Có thêm chữ bắt đầu mới chịu đúng không? Đã bắt đầu học cho nên mới có đang học chứ gì, đúng không? Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý chỗ này không nè? Thì rõ ràng rằng đã bắt đầu học là quá khứ rồi chứ không có gì nữa. Thì cái chúng ta đang học nó phải kèm theo, tức là ca cộng á, mấy thầy coi đá banh chắc là quen quá, ca cộng có nghĩa là đài truyền hình ca, ca lại diễn biết mà cộng thêm cái gì đó, đúng không? Cộng thêm VTV vô, đài truyền hình ca của bên Pháp, cộng thêm đài truyền hình VTV hợp đồng với nhau gọi là ca cộng, đài truyền hình ca cộng á, nha. À, thì như vậy, cái mà chúng ta đang học là phải cộng cái đã bắt đầu học, đồng ý không? Như vậy thì quá khứ nó phải cộng với hiện tại, thì nó mới bằng hiện tại được. Đồng ý không nè? Đồng ý thôi gì? Rồi chết chỗ này, ai biểu đồng ý chứ? Như vậy, đã học coi như là xong rồi. Đó, mà xong rồi cộng với mình thì ráng mà chịu đi. Là đang học cũng như là đã học. Mà đã học thì không xảy, đã xảy ra rồi thì coi như đang học cũng không có học. Cái lượng nhà không chịu hả? Khó chịu quá. Không chịu quá. Câu này nói nè, khứ giả tắc bất khứ nè, người đi ắt không đi, tức là bởi vì người đi đã đi thì mới gọi là không đi. À, còn người không đi có nghĩa là chưa đi nha, chưa đi hoặc là đã đi rồi đó không biết. Người không đi thì đương nhiên người ta, một có hai trường hợp, người ta ngưng lại không đi nữa, hai là người ta chưa có đi. Thì người không đi là vậy đó, là thì cái câu thứ hai là quý thầy cô chấp liền à, đồng ý liền. Nhưng mà câu số 1 còn tính lại đi nha, cho mày ghi nợ rồi để đó. Mốt nữa lý luận không xong là tôi cho cái bài Chung Quán Luận thành mây khói luôn á, đốt luôn á nha. Rồi rồi, lìa người đi, người không đi không có người thứ ba, nghĩa là sao? Tức là lìa người, à, người thứ ba là gì? Có nghĩa là chỉ có ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai thôi, còn gì nữa trơn á. À, ý là vậy đó nha. Người đã đi, người chưa đi thì gộp chung nó lại là người không đi. Còn cái người đang đi thì mới gọi là người đi, đúng không? Mà hồi nãy giờ chúng ta đã, Ngài Long Thọ đã gắng sức hết mình để mà giải thích người không đi không có đi rồi, đúng không nè, mấy bài kể trước á nha. Rồi cái này là chứ mình nói thêm để cho chúng ta thấy rằng thậm chí bằng lý luận, cái chỗ này tiếp tục lý luận nó vẫn được, là gì? Cái mà người đi á, tức là người đi á thì nó phải kèm thêm cái hành động đã bắt đầu đi. Mà lát nữa cái bài kể sau, bây giờ nói trước để hồi nữa có cái gọi là phát á, tức là khởi hành đi á nha. Thì khởi hành coi như là thành quá khứ rồi đó. Quá khứ đã không còn thì hiện tại cộng với quá khứ là hiện tại bị lây luôn, là cũng không còn luôn. Một cách lý luận mà dựa trên sự khởi hành cũng không được. Nhưng ở đây thì Long Thọ nói là người đi ắt không đi là dựa vô cái gì? Dựa vô cái trước nha. Tại vì sao? Người đi thì gắn với cái gì? Pháp đi. Đó, tức là khứ giả. Khứ giả ắt. À, khứ giả tắc bất khứ. Khứ giả tắc bất khứ, cái câu này chính là câu kết luận của cái phần trên, của cái bài kệ trên. Đây, bài kệ trên đây là làm sao có người đi nè, hà đắc hữu pháp giả nè nha. Đó là pháp giả, nó không có thể, nếu là bất khả đắc là bởi vì không có khứ pháp, tức là không có cái pháp đi. Tại sao không có pháp đi? Là bởi vì không có cái đang đi đi được. Tại sao không có cái đang đi đi được? Bởi vì người ta chấp rằng đang đi thì chỉ có thấy trước mắt là có người đang đi thôi, chứ làm gì có chuyện đã đi và chưa đi được. Đó. Cho nên khứ giả này bằng lý luận ở trên á đã bị phá bằng lý luận thôi. Là gì? Là vì không có pháp đi, gọi là khứ pháp. À, vì không có khứ pháp cho nên không có người, gọi là khứ giả. Bởi vì
Pháp đi nào cũng phải gắn với người, chứ không được xa lìa người. Cho nên khứ pháp bị phá thì khứ giả cũng đương nhiên mặc định lý luận là bị phá luôn, không nói gì trơn á. Đó là cái câu trên. Bây giờ câu dưới là cái bài kệ dưới là thừa kế cái bài kệ trên để nói rằng người đi ắt không đi. Đồng ý không? Nha. Chấp nhận đi. Được chưa? Rồi. Nãy giờ lý luận rồi, giờ ta chẳng lẽ tới đây không chấp nhận thì mấy bài kệ trên nãy học công không, đúng không? Rồi. Người đi ắt không đi, hiểu không? Nha, là bị người đi ắt không đi vì người đi gắn liền với pháp đi, gọi là khứ pháp, mà pháp đi nãy bị phá rồi, bị phá bằng cách là lấy khứ thời ra phá khứ pháp đó nha. Rồi. Như vậy người đi ắt không đi. Người đi là người đang đi hay đã đi hay sẽ đi? Đang đi. Mà người không đi thì là đã đi và sẽ đi, cả ba trường hợp đó đều không có người đi hết, đồng ý không? Thì không có cái trường hợp thứ tư. Có trường hợp thứ tư không quý thầy cô? Có ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai. Có trường hợp thứ tư không? À, cho nên ở đây nói là không có người thứ ba đi nha. Người thứ ba là người gì? Người đi trong một cái chiều không gian thứ tư, thời gian thứ tư nào đó, ngoài quá khứ, hiện tại, tương lai. Còn có thời gian thứ N gì đó mình không biết nha. Có không? Có. Có. Mà người thứ tư này xảy ra khi nào? Khi chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Hả? Ba thời không có kệ nó, mình lấy cái thời thứ tư đi. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là một cái tình trạng gọi là chiều thứ tư của không gian thời gian. Vậy đó, tại vì ba chiều không gian á thì nó được xây dựng trên cái đường thẳng như nè. Đây là trục thời gian. Đây là trục thời gian nha. Thì ở đây á gọi là quá khứ. Giây phút này gọi là hiện tại, giây phút này gọi là tương lai. Là chỉ thấy được thời gian trên không gian ba chiều, không gian phẳng thôi, không gian ba chiều thôi. Cho nên ở đây là cõi ta bà nè, cõi ta bà nè. Ở đây là cõi ta bà khổ nè, ta bà, khỏi sa ha khổ nè. Bây giờ muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc nó tới 10 muôn ức cõi Phật, trời ơi 10, rồi nhân cho muôn, muôn là nhiêu? 10.000, nhân 10.000, rồi nhân cho ức là 100.000. Trời ơi, nhiều quá. Thì nó thành là nhiêu? Ai biết được. 1, 2, 3, 4, 5, 5 số 0 nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mình đếm ngược lại đi. Chấm đây, chấm ở đây. Chấm đây 10 tỷ. 10 tỷ. Nè, 10 nè. Đúng không? Nè. Đây là 1 tỷ, đây 10 tỷ. 10 tỷ cái thế giới. Mà một cái thiên hà chỉ là một hột cát ở trong thế giới ta bà thôi. Chứ một thiên hà cũng chưa phải là một thế giới ta bà nữa. Mà 10 muôn ức cõi Phật là 10 tỷ thế giới. Thì đi hoài không tới, nhìn hoài không thấy nha. Cho nên đó, đi theo chiều đường thẳng là không xong rồi đó. Là quá khứ đến hiện tại đến tương lai là không xong rồi đó. À, giờ đi theo đường cong. Được không? Đường cong nhanh hơn đường thẳng phải không? Bẻ cong cái trục thời gian lại. Theo cái kiểu Einstein đó. Là bẻ cong không gian thời gian bằng cách gì? Tăng tốc độ di chuyển lên thì thời gian nó sẽ bị co lại. Thay vì từ đây đến đây là đi rất là nhiều với tốc độ ánh sáng mà bay từ ta bà cho đến cực lạc á, là với 10 tỷ thiên hà đi nha, thì nó đi không biết là chắc 7, 8 tỷ năm ánh sáng mới tới. Đó. Giờ nó bẻ cong cái này lại cho nó gần lại đây thì tự nhiên nó gần lại à. Thay vì nó xa vậy cái người ta bẻ lại như nè. Rồi cực lạc ở đây, chó lẹ. Thay vì đi con kiến bò quanh miệng giếng thì nó ngu quá. À, nó tìm cái cọng cỏ gì đó nó bắt ngang qua cái nó bò cái cầu qua cho lẹ, đúng không? Từ bên đây qua bờ bên kia cho lẹ đó. Thế thì từ ta bà đến Tây Phương đi đường này, đây là thời gian thứ tư, cái chiều trục thời gian thứ tư đó. Mà cái Trung Quán Luận này đang phá cái nhìn cái thấy biểu kiến trên không gian ba chiều thôi nha, chứ không có phá được cái trục thời gian thứ tư là siêu không gian thời gian. Ngài đang lý luận trên không gian thời gian là mình thấy ảo hết á, cho nên nó cứ lẫn quẩn trong ta bà, nó ra không được. Nó ra không được, giống như con kiến cứ bò vòng quanh miệng giếng vậy đó. Bây giờ chỉ cần chúng ta thấy có một cái chiều thời gian thứ tư, không gian thứ tư là đi trực chỉ từ ta bà đến Tây Phương bằng cách bẻ cong cái không gian thời gian này lại giống như chữ U rồi đó, đi hai đầu chữ U qua nó gần hơn. Nên nhắm mắt mở mắt cái là như lực sĩ duỗi ngón tay là tới Tây Phương rồi, là Đức Phật A Di Đà đi kiểu đó đó nha. Muốn đi kiểu đó thì dễ lắm. Muốn đi kiểu đó là phải tăng tốc độ đi nhanh hơn ánh sáng gấp nhiều lần. Thật ra thì nó không có bẻ cong được không gian thời gian. Không gian thời gian sao bẻ cong được? Nó tự tại, nó tự nhiên vậy đó. Nhưng mà muốn đi nhanh á thì tự nhiên thời gian nó co lại.
không gian thời gian nó co lại tự động, nó co tương đối á, thì ta đi nhanh hơn ánh sáng. Mà cái gì đi nhanh hơn ánh sáng? Tâm ý đi nhanh hơn ánh sáng thôi. Vì vậy mà bắt buộc phải chết rồi mới giảng sanh, mới khổ ở chỗ đó. Tại vì còn sống là còn thân thể vật lý, thân thể vật lý phải chịu cái sự chuyển động của không gian ba chiều. Bây giờ chết đi, cái ý nó đi nhanh, ý sanh thân mà, đi một cái tới liền. Giống như chúng ta nghĩ một cái tới mặt trời, trong khi đó ánh sáng nó bay từ mặt trời đến trái đất hết 8 phút. Chúng ta nghĩ cái mặt trời nó có trong đầu chúng ta liền. À, đi bằng ý được không? À, giờ muốn đi được cái không gian ba chiều này phải đi bằng gì? À, không gian N chiều này đi bằng gì? Đi bằng tự tánh của, đi bằng tự tánh không á. Đi bằng tự tánh không á. Tự tánh không của các pháp. Tức là ở trong cái thể tánh không, muốn ở trong cái thể tánh không á, thì nhất định quý thầy quý cô phải thâm nhập được tánh không. Muốn thâm nhập được tánh không, quý thầy quý cô chỉ có một con đường duy nhất thôi, qua ba giai đoạn giới định tuệ thôi. Giới, định và tuệ thôi. À, giới có nghĩa là không gì á, đúng không? Có phải không không? Giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tài dâm, không nói dối, không uống rượu, không năm giới ha. Mười giới là không nằm giường đó còn lớn, không cố hát đi xem nghe, không thôi dầu thơm, mình không ăn phi thời nhân ha. Rồi 200 năm giới có trời mà nhớ được. À, mấy thầy cô ở chùa, ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm á, là khi tốt nghiệp một năm ở lớp luật Huệ Nghiêm hoặc Kim Sơn á, là phải thuộc giới tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni. Chữ Hán cũng được, tiếng Việt cũng được, âm Hán Việt cũng được nữa, mà phải thuộc lòng. Cho nên có một cái cuốn nhỏ nhỏ nè, chứ mình cũng có một cuốn mà không học bao giờ đó. Thì đại khái là vậy nha. Là thưa quý thầy cô, giới có nghĩa là không làm này, không làm kia, không làm nọ, có nghĩa là dường như vô vi vậy đó. Để chi? Để nó gần với cái thể tánh không. Mà cái tánh không này á, là chúng ta vốn đang có nó. Nó là tánh của chúng ta mà. Thật tánh vô minh tức Phật tánh mà. Thế thì hôm qua có một cô nào có hỏi gì ta? Vô minh di tế là cái gì thầy? Rồi con đang học cái gì, lớp gì á? Cái gì vô minh vi tế là cái gì á? Đúng không? Mười kiết sử á. Có phải lớp tiết đang học cái đó không? À, phải đó không? Trường bộ hả? À, thì một câu hỏi, nhưng mà trong kinh nó không có giải thích. Kinh không có giải thích vô minh di tế là gì. Cái là năm thượng phần kiết sử là gì? Tham cõi sắc, tham cõi vô sắc, gì nữa? Ngã mạng vi tế, trạo cử vi tế, vô minh vi tế, đúng không? Ba cái vi tế á nha. Đó, thì chứ mình chỉ giải thích đơn giản là vô minh vi tế có nghĩa là chưa thể nhập được cái tánh vô ngã, tức là cái tánh không thôi. Mà cái tánh vô ngã, tánh không vốn mình đang ở trong trạng thái đó, nhưng mà mình quên nó, mình nhìn ra ngoài thấy cái gì cũng có, cho nên mới quên cái tánh không. Có nghĩa rằng là vô minh là đối nghịch với trí tuệ. Mà trí tuệ là gì trong giới định tuệ? Trí tuệ là hằng sống được với cái thể tánh không rỗng lặng, nhưng mà rất sáng suốt. Nó không phải rỗng lặng như là vật thế giới vô tình. Thế giới vô tình nó không có tỉnh thức, cho nên nó không có sáng suốt. Còn cái tánh không của chúng ta nó rỗng lặng, nó không có tự tánh, nhưng mà nó lại rất sáng suốt bởi vì nó có tình thức. Thật ra thì chẳng có gì, trí tuệ cũng là cái thấy, cái nhìn, đó là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, nhưng mà nó rỗng không, nó tự tại, nó trong sáng, nó nhìn vằn vặt như trẻ em vậy đó nha, không còn phân biệt thiện ác đúng sai gì nữa hết trơn á. Chúng ta vốn là có cái đó, sống với cái đó. Chư thiên có trời Quan Âm cũng nhập về đây ở loài người, cũng đã từng sống với cái đó, và tổ tiên chúng ta đã từng sống với cái đó, nhưng vì ham ăn lúa gạo gì đó, chúng ta học triết học căn bản là gì, tự nhiên quên đi cái tánh đó, được chưa? Thì vô minh tức là hằng sống với, không hằng sống được với lại cái tánh rỗng lặng, rỗng rang, thanh tịnh đó, sáng trong, mắt thấy sắc vằn vặt như là một trẻ thơ nhìn đời vậy đó. Thì cái đó gọi là vô minh vi tế, được chưa nè? Nó là vậy á nha. Cũng là cái thấy cái nghe bình thường thôi, nhưng mà cái thấy nghe mình bị ô nhiễm, còn kia nó thanh tịnh thì gọi là trí tuệ. Nó ngược với vô minh vi tế thôi. Mà A-la-hán á, là vì họ còn chấp quả vị A-la-hán phải đạt được, cho nên họ còn bị vô minh vi tế che mờ là chỗ đó đó. Là họ còn thấy cái pháp A-la-hán có thật, mới chết chỗ đó đó nha. Mình thấy cái gì có thật một pháp là coi như còn vô minh. Trên đời này là như cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng á nha, là bổn lai là cái đó đó, là cái gọi là trí tuệ của ta đó, là cái tánh rỗng không của chúng ta đó.
nó không có một vật nữa, huống chi là cái A-la-hán. Cho nên Kinh Kim Cang nói sao với thầy cô? Là bạch Thế Tôn, nếu con mà cho con là một A-la-hán thì con không phải là một A-la-hán, vì con đắc A-la-hán nhưng con không thấy con là A-la-hán, cho nên con mới là A-la-hán. Tôi Bồ Đề nói vậy đó nha, trong Kinh Kim Cang đó nha. Không thấy cái quả vị A-la-hán đắc nhưng vẫn có cái sự chứng đắc đó, nhưng họ không chấp cái chứng đắc đó là một pháp có thật. Cái đó đó gọi là, nhưng mà cái bậc mà A-na-hàm thì họ chấp có thật. Họ chấp là những cảnh giới thiền định, bởi vì họ đã từng tu cái cảnh giới đó. Cho nên cái đó giống như là đi vô lớp học vậy đó. Người đi xuất gia thời Ấn Độ cổ đại, thời Đức Phật á, là anh phải luyện tập tứ thiền bát định. Trường phái nào cũng dạy tứ thiền bát định hết trơn á. Thắng luận, số luận cũng dạy tứ thiền bát định. Đức Phật cũng học tứ thiền bát định với Úc Đồ Lâm Phất và Alara, Kalama. Thì họ chấp cái đó là Niết Bàn, chấp cái đó là cảnh giới có thật, là một pháp có thật. Cho nên Kinh Trường Bộ Đức Phật nói là Niết Bàn giả đó nha. Thì cái đó gọi là tham cõi sắc là tứ thiền, tham cõi vô sắc là tứ không định. Rồi bắt đầu họ thấy rằng là tại sao mình chứng đắc tứ thiền bát định nhưng mà mình vẫn còn thua các vị A-la-hán, thì thấy còn thua các vị A-la-hán gọi là ngã mạn vi tế, được không? Nha. Đó là tự ti vi tế á. Mà nhìn xuống thì mình thấy là không ai bằng mình hết trơn á. Mấy ông thấp thấp dưới mình là nhỏ hơn mình, mà A-la-hán là quả vị chưa đạt được, cho nên mong cầu đạt được là gọi là ngã mạn vi tế nha. Tự ti cũng là ngã mạn vi tế, gọi là ti mạn á. Rồi tự cao cũng là ngã mạn á. Rồi còn trạo cử vi tế là gì? Trạo cử vi tế á là tâm nó không yên. Tâm nó không yên, nó muốn là chứng quả A-la-hán trong 3 tháng hạ này, phải chứng A-la-hán. Nghĩa là phải nỗ lực công phu chứng được A-la-hán quả. Nguyên nhân là vì còn chấp pháp thôi, không có gì chứ. Rồi cho nên là nó dao động. Chứ rồi muốn chứng các tầng thiền định, muốn chứng các quả vị A-la-hán. Cái người mà tu mà nhập vô các cảnh giới thiền định, tứ thiền bát định á, thấy cái cảnh giới qua con mắt của thiền định mình á, là đều là trạo cử hết. Đều trạo cử hết. Rồi chưa kể là những bậc A-la-hán nào mà phát tâm Bồ-Tát lại muốn ra mở thiền viện, độ chúng sanh vân vân. Trời ơi, mình chứng đắc tứ thiền bát định này mà không dạy cho tụi nó thì uổng quá, lỡ mình chết đi là không ai truyền cho tụi nó. Bắt đầu muốn đi dạy thiền cũng là trạo cử, mà muốn chứng đắc quả vị A-la-hán cũng là trạo cử. Muốn chứng đắc quả vị A-la-hán cho nên tâm nó dao động. Cái gì muốn là coi như là nó trái với cái bản tánh rỗng lặng này. Bản tánh rỗng lặng là không có mong vô sở đắc, vô sở cầu. Lần này muốn chứng là có dao động, mà có dao động là trạo cử. Có trạo cử thì không chứng A-la-hán được, nó khổ chỗ đó đó. Gọi là trạo cử vi tế. Cái nguyên nhân nó vẫn nằm cái cuối cùng là vô minh vi tế, có nghĩa là thấy chấp ngã. Ngã đây là ngã ở cái quả vị A-la-hán, là thấy một pháp A-la-hán có thật. Cho nên nếu quý thầy cô đọc cái cuốn Đại Niệm Xứ Tường Giải của một vị Sayada ở bên Miến Điện á, mà Tỳ Kheo Pháp Thông dịch á, thì mới thấy rằng ngài kể một câu chuyện mà có lẽ là tiền thân của ngài, cái vị Sayada đó, nó là ở tại cái thiền viện đó, trưởng lão Tissa là tiền thân của ổng á, là một vị thượng thủ ở trong cái thiền đường đó, vì tu lâu năm đại trưởng lão. Nhưng mà trưởng lão Tissa chỉ chứng được A-na-hàm chứ không chứng được A-la-hán quả, vì trưởng lão Tissa nghĩ rằng mình là giáo thọ của tất cả các vị thầy, các vị tỳ kheo, các vị sa di. Mình đã từng hướng dẫn hết lớp này lớp kia, họ chứng được tứ thánh quả, từ sơ quả tu đồ hoàng cho đến A-la-hán. Mắc mớ gì mình không chứng được nha. Tức là nhìn xuống thì mình hơn người ta, nhìn lên quả vị A-la-hán mình chưa bằng. Cái đó gọi là gì? Vi tế. Ngã mạng vi tế, được chưa? Cho nên trong 3 tháng hạ đó, trưởng lão Tissa mới cảm giác rất là tự hào rằng 3 tháng hạ này tuyên bố trước đại chúng rằng thầy không dạy chúng nữa, thầy nhập thất để mà trong 3 tháng thầy sẽ chứng A-la-hán. Tự nhiên ông tuyên bố một câu vậy. Đến chừng 3 tháng trôi qua, trưởng lão không chứng A-la-hán, nhưng mà trưởng lão cũng phải ra dạy chúng với lại cái sự xấu hổ rằng mình tuyên bố 3 tháng chứng A-la-hán mà chẳng chứng đâu hết, đúng không? Rồi cái 3 tháng nữa, cái mùa hạ năm sau, trưởng lão lại nhập hạ 3 tháng là quyết tâm kỳ này không chứng A-la-hán là không được. Có gì đâu mà không chứng được, các pháp học, các pháp hành ta đã nắm trong lòng bàn tay, ta đã dạy cho mọi người chứng hết mà mắc mới gì ta không chứng. Trải qua 10 mùa hạ như vậy, trưởng lão vẫn không chứng được A-la-hán mới lạ. Cái một hôm có một cái chú Sa Di cũng vừa mới chứng A-la-hán quả sau khi nhập hạ xong. Chú Sa Di mới nói: "Thầy ơi,
con phát hiện ra tại sao thầy không chứng A-la-hán quả rồi. Bởi vì thầy còn mong cầu chứng A-la-hán quả và thầy còn nghĩ rằng thầy là giáo họ của tụi con. Cho nên thầy không chứng. Tự nhiên lúc đó ông bừng ra và ngay lúc đó ông chứng A-la-hán quả. Được chưa nè? Nghĩa là sao? Ông rơi rụng cái ngã mạng, cái trạo cử. Trạo cử là mong muốn 3 tháng hạ chứng A-la-hán, đó là trạo cử. Người ta cứ ngay cái chỗ đó nhận ra được rằng cái tâm rỗng lặng này mình cứ sống nó đừng mong cầu gì hết, vô sở cầu là chứng rồi, mất tiêu rồi. Ông kẹt có chút đó. Mà chú Sa Di á, chú vô tư lắm, chứ không phải như mấy thầy kia nói ra sợ ông buồn, ông tự ái ha. Ông Sa Di mà nó có sao nói vậy à nha, nói thẳng ra luôn. Thế là ngay lúc đó trưởng lão Thích Sa chứng A-la-hán quả. Có lẽ là tiền thân của cái người mà viết cái cuốn Đại Niệm Xứ Từng Giải đó, quý thầy. Đó. Thì như vậy qua cái đó chúng ta thấy rằng chỉ một chút xíu đó mà các vị A-na-hàm không chứng được A-la-hán quả. Được không? Nhà. Đó là cái ý nghĩa. Ủa sao này nó hay vậy, nó lên đây vậy? Tự mình bấm hả? Hết giờ quý thầy, con nghỉ đi. 8:30 rồi, giờ vô chúng ta học tiếp. Mô Phật. Nhà.